Nhuận Đức hôm qua gặp một cái cặp vợ chồng nghe pháp Nhuận Đức 5 năm. Nhuận Đức chia sẻ Phật pháp mà nghe 5 năm. Họ hai vợ chồng toàn là giáo viên dạy học không à. Giờ sáu mấy tuổi về hưu. Ở nhà cứ nghe Nhuận Đức nói chuyện rồi xong tu sáng tối. Rồi bấm số niệm Phật. Họ kể Nhuận Đức nghe là gia đình của họ nhà 4 tầng. Thì bước vào nhà họ là mỗi tầng là cứ để máy niệm Phật, máy niệm Phật. Nó câu thông đến sân thượng vậy luôn. Bước vô nhà cái ấm áp vô cùng. Họ nói rằng là con không muốn đi đâu chơi, con thích ở nhà con thôi. Nhà con tự nhiên bước vô con thấy ấm áp vô cùng vậy. Nó rồi sáng tối vợ chồng tu. Hai chồng sáu mấy tuổi mà thấy trẻ chung mà sống tự tại vô cùng. Nó từ khi mà nghe thầy nói chuyện tới giờ trong tâm trạng sống thoải mái, không có nghĩ giàu sang phú quý gì, nhưng mà cuộc sống ổn định. Thấy vợ chồng cũng đi xe hơi đồ, thấy nó tự tại lắm. Nhưng mà sống rất là đơn giản, mình chỉ lâu lâu cái mua củ quả này kia, rồi lâu lâu tiền lương hưu cứ tới tháng cái mua củ quả này kia cái trở lại cúng dường cho các cụ này kia, rồi cứ sống lai ra vậy thôi. Mà ngày nào vợ chồng cũng niệm Phật, rồi cứ bấm số niệm Phật, rồi bước vô gia đình là bình an lắm. Bây giờ về hưu ở đầu cái các học sinh đến dạy thêm, kiếm thêm chút đỉnh tiền chút đỉnh thôi. Rồi những đức nói vậy bây giờ mình biết Phật pháp dạy thêm, kèm thêm chút xíu Phật pháp nhân quả, dạy các cháu về đạo hiếu một chút. Cô nói dạ có, con kèm thêm chút xíu. Và mấy cháu đến học rồi có khi con nấu ăn cho nó ăn, con nghĩ gì kiếm tiền nấu ăn cho ăn, có khi trên bàn thờ Phật lúc nào cũng có trái cây thì đem trái cây cho các cháu ăn, nó ăn xong nó thích, nó rủ mấy đứa khác đến học. Từ từ cái lớp học của càng ngày càng đông lên. Từ cái chuyện đơn giản thôi mà tự nhiên con cũng kiếm tiền được nữa thầy. Rõ ràng thầy nói rằng chỉ cần tâm an lạc, niệm niệm gì người thì tự nhiên phước báo nó đến với mình ào ào. Chuyện đơn giản, chuyện nhỏ thôi vậy mà nó sống đặc biệt tự tại, mà cái hạnh phúc gia đình người ta tuyệt vời vô cùng. Nhưng Đức nói rằng bây giờ vợ chồng còn trẻ luôn vậy đó. Bây giờ phần nhiều là vợ chồng chỉ có một hai đứa con à. Làm gì cho nó cực khổ gì. Cái quan trọng vô cùng là mình dạy đứa con này cho nó làm sao mà con người của nó phải nhận thức được định lực nhân quả, rồi nó có cái tư tưởng giáo dục đi. Mình dạy nhiều thôi, để cái đây là món tài sản cha mẹ để lại cho con nha. Mà nói với mấy đứa con của mình luôn, nó thẳng. Con nhớ nha, cuộc đời của cha mẹ con đừng có mong mỏi cái chuyện cha mẹ để của cho con. Con nhớ nha, cha mẹ sẽ không để của cho con. Nếu là con của cha mẹ từ hôm nay thì cha mẹ nói thẳng cho con nghe một câu. Nếu con nghĩ cha mẹ để của lại cho con là cái thứ vô dụng. Bây giờ con muốn con là thứ vô dụng hay là hữu dụng? Giờ cha mẹ hỏi con thì chắc chắn là con người ta nó sẽ nói là con muốn con là con người hữu dụng. À, hữu dụng thì đừng có nghĩ của cải của cha mẹ để lại cho con. Con nhớ nha. Vậy là con của cha mẹ là không có nghĩ của cải của cha mẹ để lại cho con. Vậy thì từ hôm nay con nhớ, cha mẹ chỉ cho con cái tư tưởng giáo dục và làm người. Cái gì tổn hại người mà lỡ mình là không làm, cái gì mà lỡ mình lỡ người có thể làm, có thể lỡ người mà không lỡ mình con cũng nên làm. Còn cái kiểu mà lỡ mình mà hại người là con không nên làm. Đây là tư tưởng của cha mẹ chỉ dạy con. Và đối với anh chị em thì con phải sống hòa hợp, thương yêu nhau. Con phải sống có một tư tưởng giáo dục đạo đức, con tin sâu nhân quả. Cha mẹ để lại cho con cái tư tưởng giáo dục nhiêu đó, đó là món tài sản cha mẹ để lại cho con. Còn của cải vật chất từ hôm nay con đừng có mong cha mẹ để lại cho con. Cha mẹ có tiền bao nhiêu sẽ làm hết phước thiện hết. Con nhớ đây là cha mẹ nói thẳng cho con nghe. Con phải cố gắng, đừng bao giờ mong mỏi tới cái chuyện cha mẹ để của cải cho con. Cứ nhắc nhở con mình như vậy hoài, sau này con mình lớn lên nó trở thành những con người hữu dụng như sao. Vì nó đâu có trông mong cái chuyện của cải của cha mẹ, thì nó phải phát huy cái nguồn năng lực tư tưởng của nó chứ. Thì sau này đứa con mình đi đến đâu, làm ở đâu, ở chỗ nào, con mình cũng là người hữu dụng. Vì con của mình là tự lập gánh sinh từ khi còn nhỏ mà. Đây là món tài sản quan trọng nhất mà cha mẹ cho con á. Chứ không phải là mình dung dưỡng. Bây giờ của cải cha mẹ nhiều lắm, con khỏi cần lo. Cha mẹ có tiền nhiều lắm, con ăn cả đời ăn cũng hết. Mình đưa tư tưởng này cho con mình là con mình trở thành vô dụng liền. Nó dở đi, nó tệ đi, cần gì nó làm đâu. Nó cứ ăn sung mặc sướng thôi, cần gì cái chuyện lo nữa. Thì tức khắc quý vị hại con mình, hại chắc luôn. Nó mà mình lại khổ nữa. Tự nhiên cuộc đời của mình á, sanh con cực khổ, nuôi con khôn lớn. Bây giờ khổ cái chuyện phải tạo tiền, sự nghiệp để lại cho con. Mong con nó giàu có, giống như bây giờ nó giàu từ trong trứng nước nó giàu ra, rồi lo cho nó hết để nó giàu, rồi sắp sẵn cho nó một cái địa vị cho nó ngồi luôn. Vậy thì nó cái kiểu này là thua rồi, con người nó tệ quá. Tại sao mình lại làm cái điều này? Mình làm cái điều này là mình là con người đi đến đây để trả nợ hả? Mình đi đến đây để mình làm công cho con mình hả? Không có đâu.
mình sanh nó đã cực khổ rồi, mình nuôi nó đã khổ, mình cho nó đi học là tốn tiền rồi. Bây giờ thì con phải phát huy cái năng lực của con phải tự lập sự nghiệp của cuộc đời con đi. Cha mẹ không có quan tâm đến cái chuyện mà sau này con lớn lên, con giàu hay con nghèo, cái đó là cái số phận của con đó. Con nhớ nha, cha mẹ từ hôm nay không có cực với con nữa. Vậy thì cái cuộc sống của mình mỗi ngày tự tại vui vẻ vô cùng, mình đâu có nặng nề gì cái chuyện mà chúng ta phải kiếm bao nhiêu tiền để sau này con mình đừng có khổ này kia đâu. Nặng nề chứ à? Bây giờ quý vị coi bao nhiêu con người ta kiếm bao nhiêu tiền để con ta đừng có khổ mà con ta vẫn khổ à. Có khi của cải để lên nhiều thiệt là nhiều, nhưng mà cuối cùng con ta vô tù ngồi. Nó làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ nó vô tù nó ngồi, quý vị thấy rõ ràng đó. Có nhiều người con nhà giàu nó đi hút chích xì ke ma tí, quý vị coi đó. Tuy là cha mẹ nghĩ là giàu có thì con không khổ, nhưng mà con đi ngược lại. Nó có tiền của nó không nghe giáo dục thì nó đi chích xì ke ma tí, cuối cùng đi vô tù ngồi. Nó làm chuyện tầm bậy tầm bạ, đi đua xe, đi kết hợp với nhóm xã hội đen đồ chơi nhau, có tiền mà ăn chơi vũ trường quán bar, cuối cùng đi đọa lạc là khổ đau. Không bằng con của mình từ khi còn nhỏ truyền trao cho tư tưởng giáo dục. Nên tư tưởng giáo dục truyền cho con vẫn là đặc biệt, đừng có cho con thấy được cái sự nghiệp của mình. Mình nói rằng sự nghiệp này không có, toàn bộ là làm hết trơn, không có gì chứ nữa chứ. Thì con mình nó sẽ phát huy cái năng lực của chính nó. Và từ khi còn nhỏ cái gì nó cũng chịu cái sự gói ghém, sống cái gì cũng là rõ ràng, cái gì dùng thì dùng chứ tuyệt đối không được phí phạm. Dạy cho con từ khi còn nhỏ vậy đó, gọi là tích công lũy đức, sau này cuộc đời con mình tức khắc sự nghiệp cuộc đời con mình phát triển chắc chắn. Này hay lắm á trời. Người làm cha làm mẹ mà nghe những đức nói chuyện là người làm cha làm mẹ không có khổ nữa, mà hiểu nghe, hiểu là không có khổ nữa. Khổ làm chi vậy? Người làm thầy mà nghe những đức nói chuyện cũng không khổ luôn nữa. Tại vì mình làm thầy hay làm cha làm mẹ nó là một nguyên lý. Bây giờ tự nhiên mình cứ nhìn học trò mình thôi, giờ mình tạo cái sự nghiệp và chùa chiền đồ này kia để cho đệ tử sau này có nơi nương tựa, có nó điểm ở để tu hành này kia, không có. Đưa nó cái đạo, cho nó có tu. Nên Hòa Thượng Ái Hiền nói câu rất là hay: đừng sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo. Có chùa mà không có đạo thì cái chùa vô dụng. Có đạo mà không có chùa nhất định sẽ có chỗ ở, yên tâm đi. Vì có đạo ai cũng cần hết chứ. Đã có đạo thì ai cũng muốn hộ trì chứ. Người nào cũng muốn rước về hết chứ. Có đạo mà. Nó giống như giờ một người phụ nữ mà có đạo đức đi, ai cũng muốn rước hết chứ, ai cũng muốn rinh hết chứ. Còn phụ nữ mà có đẹp mà không có đạo đức gì chăng nữa, ta gặp ta cũng muốn tránh nữa, đúng không? Nó nên cái đạo là cái quan trọng, phải gầy dựng cái đạo á. Nên người làm thầy dạy đệ tử là dạy gì? Dạy cái đạo á. Nó có tu đạo đi thì tức khắc là nó có sự nghiệp trong đạo pháp à. Còn nó mà không có được cái đạo gì trên, quý vị có xây bao nhiêu ngôi chùa chăng nữa, đưa cho đệ tử mình giữ cũng là giữ chùa để làm mọi cho chùa, làm tôi mọi cho chùa. Mỗi ngày làm gì? Quét dọn gọn ghẻ, cứ làm hoài, cắt cây cối rồi tưới cây cối, cứ làm hoài không tu gì chứ. Vì làm tôi mọi cho ngôi chùa khổ không? Nó nên cuộc đời tu hành của chúng ta, mình chọn con đường đi làm sao mà cho nó sung sướng, quý vị. Sung sướng tự tại, hiểu không? Để cho người ta thấy mình là người tu nó đặc biệt. Nên tất cả những người mà đi về chùa mình không, càng sống càng đơn giản, mà càng đơn giản thì càng an vui. Đơn giản chứ không phải bày hày, nghe không? Tôi nói câu đơn giản chứ không phải bày hày, đơn giản chứ không phải ở dơ, đơn giản chứ không phải đói khát, không phải. Đơn giản đây là cuộc sống của chúng ta đó, nó không có cầu kỳ, nó không có tích chữ, nó không có giữ gìn nhiều quá, nào mà biết đủ thì thường vui. Sống cuộc đời đơn giản bình dị, bữa nay có đồ ăn ngon ăn ngon, ngày mai đồ ăn dở ăn dở. Bữa nay có đồ đẹp bằng đồ đẹp, ngày mai đồ cũ bằng đồ cũ, đó là đơn giản đó. Thấy không? Nó sống đơn giản là vậy đó. Đó, vậy thì quý vị quá tự tại rồi. Mỗi tuần thứ bảy chủ nhật đi đến chùa, mai mốt chùa chiền xây xong trên bao nhiêu dãy nhà, như đức để lên 1-2 dãy trên để cho một số người mà thứ bảy chủ nhật ta đến là cộng tu nó có chỗ ở. Còn người thường trụ sau này đưa qua bên cái ngôi chùa mới, xin thường trụ ở luôn, đưa qua ngôi chùa mới. Cho người ta ở bên ngôi chùa mới nó bao la vạn trượng bên á. Nên ở bên ngôi chùa mới bây giờ Hòa Thượng thì kết hợp với bác sĩ mới xây cái phòng khám đa khoa Đại Tùng Lâm và mấy cái phòng đông y, tây y, đông y. Mà ngay chỗ cái phòng khám đa khoa Đại Tùng Lâm, Hòa Thượng để một cái chữ A-di-đà Phật là vô thượng y vương. Hiểu không? Nghĩa là Hòa Thượng ngày biết chỗ này, nhưng giờ chúng sanh chưa biết chỗ này, nên xây dựng cái phòng khám đa khoa Đại Tùng Lâm là một cái phương tiện để dẫn dắt họ đến tu. Nhưng quý vị đến ngay cái chỗ phòng khám này,
Vì lại nhìn lên thấy cái bảng bự chà bá, cái bảng đó còn bự hơn ông bác sĩ nữa. Cái bảng để cái chữ là A Di Đà Phật là vô thượng y vương. Ý nó quý vị đi tìm bác sĩ trị bệnh, nhưng bác sĩ trị được cái bệnh mà chưa chết, thọ mạng chưa hết. Chứ nếu mà thọ mạng đết hay cái nghiệp là bác sĩ chịu thua. Nên á, bác sĩ nhỏ hơn là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là vô thượng y vương. Còn bác sĩ, có bác sĩ nào mà dám xưng mình là vô thượng y vương không? Không có. Nó qua đà bây giờ, bác sĩ qua đà bây giờ cũng không bằng A Di Đà Phật nữa. Có thể trị được cái thân bệnh nhưng mà không trị được tâm bệnh. Bác sĩ A Di Đà Phật trị được thân bệnh, tâm bệnh. Con người thì vô thường, ai cũng sẽ sanh già bệnh chết. Khi vô thường đến, thọ mạng đến, tính nguyện niệm Phật thì Phật ấy đã rước về cực lạc. Còn bác sĩ ở thế gian có rước chúng ta về cực lạc được không? Bác sĩ ở thế gian để chúng ta đi xuống địa ngục thì có, chứ đưa về cực lạc gì? Thì coi thấy phải không? Thí dụ như giờ đi quý vị đang thở, người ta làm theo cái cách của người ta, khoa học của người ta, hiểu không? Ví dụ như bây giờ mình thở không được, người ta chụp cái bình tiếp hơi vô, hoặc người ta làm cho nhịp tim nó tiếp tục để thở nữa, thì người ta dập mình ập ta dập mình, thì lúc đó nó đau đớn vô cùng, thân tứ đại sắp sửa đã rờ, nó đau đớn cực kỳ đau đớn, thì lúc đó làm sao? Thì đỏ xuống địa ngục. Thì cái việc làm này nó đẩy nó xuống địa ngục, đúng không nè, quý vị thấy không? Húp không? Bác sĩ làm rõ ràng không? Khi mà nhịp tim sắp sửa tắt, người ta có cái gì ta làm đó, nhặn xuống mà vào bác sĩ đẩy xuống, mình cố gắng mình gồng lên mà ông nhảy đẩy mình xuống không, cuối cùng mình đi xuống dưới đó luôn, thấy không? Còn bây giờ cái người niệm Phật thì sao? Bao xung quanh mình sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái tư tưởng nó nhẹ nhàng cho mình nghe được câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tự nhiên trong tâm trạng của một cái người bệnh gần chết lúc này họ nghe được câu Phật hiệu. Tự nhiên trong câu Phật hiệu này có diệu pháp âm, cái sự bình an và sự thoải mái trong cái câu Phật hiệu này. Tự nhiên cái người bệnh gần chết nó nghe được câu Phật hiệu, nó lọt vào nhĩ căn, nó nằm thẳng vào A Lại Do Thức của mình. Thì lúc đó câu Phật hiệu nó cứ quay vòng 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 trong cái tâm trạng của mình là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tự nhiên mình nương vào câu Phật hiệu này, mình thấy nó bình an vô cùng trong cái cuộc đời của mình. Khi mình gần chết, tự nhiên trong lúc đó trí tuệ phát sinh, mình nghĩ bây giờ cái thân này mấy chục năm mang nó khổ đau nặng nề, bây giờ lúc này là lúc sắp sửa xả cái thân, lúc này là sắp sửa xả cái thân, Phật A Di Đà chuẩn bị để rước mình đi về thế giới cực lạc. Mình đi về thế giới cực lạc là mình có một cái thân mới, giống như một bộ đồ mình khoảng mấy chục năm là mình cũ kỹ quá, bộ đồ này mục nát rồi, rách chỗ này rách chỗ kia, mà mình may mình giá là, phải không? Thì coi đúng không? Khi mình bệnh đau rồi bị phải đi may đi giá không? Bệnh này bệnh kia mổ sẽ mai giá đủ cách, đúng không? Thì bây giờ bộ đồ này mấy chục năm, nhưng mà khi mà giải nó còn được thì giá đắp lại tiếp tục bằng, tiếp tục đúng không? Bằng đến mức mà mai giá te tua. Thì lúc đó bây giờ đến lúc này là mình niệm Phật nè, là Phật A Di Đà sắp sửa rước mình, là rước cái linh thức mình, còn để lại cái bộ đồ cũ là cái thân cũ kỹ, cái thân mà te tua này để lại. Rồi Phật A Di Đà rước cái linh thức mình đi về, bắt đầu về thế giới cực lạc. Chúng ta từ hoa sen chúng ta sanh ra, chúng ta có một cái thân mới, đó là cái thân kim cang bất hoại, cái thân của bổn nguyện Di Đà, mà cái thân này không già không bệnh không chết. Có nghĩa là Phật A Di Đà là vô thượng y vương, và giúp cho chúng ta được có một cái thân mà kim cang bất hoại. Đó. Nghĩ được chỗ này sao mình sẽ chết nữa, sao sẽ chết? Cái thân cũ xả bỏ, có cái thân mới ngon lành. Thí dụ như bây giờ quý vị nói cái chuyện đơn giản nhất thôi, có những người chúng ta sống ở đất nước Việt Nam, thí dụ như mấy năm về trước, thí dụ như có nhiều người mình chưa tu đi, mình sống ở đất nước Việt Nam, mình muốn di dân qua bên đất nước Mỹ hay một quốc gia như Singapore rồi này kia, rồi những quốc gia mà tương đối có phước báo, hiểu không? Thì tự nhiên bây giờ quý vị phải có một cái điều kiện gì đó để mà quý vị được di dân qua bên đó, để định cư sống ở bên đó vậy đó. Có nghĩa là quý vị đi qua bên đó thì bây giờ chúng ta đi qua thế giới cực lạc vậy thôi, chứ có gì đâu sợ. Đó, bây giờ mình di dân qua thế giới cực lạc là mình á, khi mà quý vị di dân qua thế giới cực lạc, quý vị đừng có sợ nha. Quý vị đừng có nói rằng trời ơi, bây giờ đang thở cái gì cái tự nhiên cái đứt hơi thở, thở không được nữa, tự nhiên nó ngán quá. Bây giờ mình mà lâu lâu mình nín hơi thử nó ngợp, nó khó chịu ghê luôn. Vì mà thầy Như Đức nói di dân qua thế giới cực lạc không có sao đâu, mà thấy nó sợ thiệt á, tự nhiên gì mà nó ngợp sợ thiệt á nha. Nhưng quý vị yên tâm đi, cái người mà niệm Phật mà tính nguyện sanh về cực lạc, nó không phải ngợp, nó không phải là chết rồi đi, mà cái lúc mà mình đang sống gì nè,
Mình đang sống bình thường, ví dụ như cái người đó bây giờ đang im gu nhưng mà cũng đang sống, chưa chết. Nó đang im gu gì nhưng mà họ bị thụt lử hay nó bị cái gì không niệm Phật được nữa. Nhưng mà tâm thức họ nghe được câu Phật hiệu, họ đang niệm theo. Cái lúc này họ đang sống đâu phải chết đâu, đâu có ngợp. Thì lúc đó là Phật A Di Đà ngày phóng quang, ngày phóng véo véo véo, họ quang xuống ngày phóng chùm mình lại. Quang minh của ngày chùm mình lại, giống như sự bảo vệ để ma tà đừng có đến lôi kéo, hiểu không? Ngày phóng quang là bảo vệ đó. Thì lúc đó cái sự bảo vệ từ bổn nguyện của ngài bảo vệ mình, thì cái tâm bình an lúc đó là cái công phu của mình nó tăng vượt trội lên. Thí dụ như công phu của mình là niệm Phật thôi, nhưng mà ngài phóng quang một cái là công phu của mình nó tăng thêm 9 phần nữa, là đạt được công phu nhất tâm. Thì lúc đó nhất tâm là cảnh giới của mình và cảnh giới Phật A Di Đà là một cảnh giới, thâm nhập một cảnh giới giữa mình với Phật A Di Đà là một, là tức khắc cặp mắt mình nhìn thấy rõ ràng Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí và hàng thánh chúng, mình thấy rõ ràng. Mà khi mình nhìn thấy Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, hàng thánh chúng một cái là tức khắc mình không có còn thấy một cái gì trong cái lục đạo luân hồi khổ đau này nữa, chứ không có còn thấy cái gì nữa cả, mà chỉ có mình cảm với bổn nguyện đó, bổn nguyện đó với mình là cảm nhau, và tự nhiên mình sẽ thấy an lạc, thấy vui vô cùng. Lúc đó cái cảnh giới không còn cái ngợp nữa, nó không còn ngợp nữa, mà là Phật A Di Đà ngày vừa phóng quang là cảnh giới của mình là nhập vào cảnh giới của chư Phật. Thì lúc đó ngài tiếp nhận dẫn cái linh thức mình đi, mà linh thức mình nó đi nó nhẹ nhàng, cũng như là mình khoảnh một cái móng tay nhẹ vậy thôi, giống như là gọi là bông gòn bay nhẹ nhàng vậy đó, hiểu không? Nó không có một chút gì nặng nề. Cái người mà giảng sanh là như vậy đó. Nên quý vị đừng có lo sợ cái chuyện là khi mình giảng sanh là mình sẽ bị ngợp, mình thở không được, đồ nó khổ, không có đâu, không có. Cái người mà ngợp thở không nổi này kia là cái người phần nhiều là thân chung ấm hết trơn à, chứ không phải người giảng sanh. Cái đó cũng là được niệm Phật thì tiêu chuẩn trong cái giảng sanh, nó còn khó khăn lắm nha. Còn cái người thật sự tín nguyện niệm Phật giảng sanh là không có ngợp, tại vì Phật A Di Đà đã tiếp dẫn lúc còn sống á, đã nói là an vui tự tại thì làm sao để cho mình ngợp. Tiếp dẫn là lúc mình đang sống mà thỏa mãn đến, nhớ nha. Nhớ là cái người niệm Phật cầu sanh cực lạc, đừng có nghĩ rằng niệm Phật là Phật rước mình đi sớm này kia rồi mình bỏ con bỏ cái, không phải, mà là rước mình lúc thọ mạng mình đến. Lúc thọ mạng mình đến, Phật hay là phóng quang rồi tiếp dẫn mình, mình đi bằng một cách rất tự tại. Nên nhiều câu chuyện niệm Phật giảng sanh đó, người ta giảng sanh đó là người ta có thể tự tại người ta đi, hoặc là người ta có thể biết ngày giờ người ta đi, người ta có thể tắm rửa xong người ta đi, người ta có thể tới giờ đó người ta nhẹ nhàng người ta đi, nó không có một cái sự mà khổ đau gì hoàn hoại chứ á. Nếu mà người đó mà thật sự tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc là nó tự tại gì đó, bởi vì coi cái phước báo nó lớn cỡ nào chứ. Nó đi mà nó nhẹ nhàng vô cùng, mà mỗi ngày cái tâm trạng của mình đừng có sợ chết. Tại vì chết không có gì mà sợ, mà sợ cái gì? Nó đâu có sợ. Tại vì ai cũng chết, đâu phải có mình chết đâu sợ. Hiểu không? Đâu có sợ chết, không có sợ chết nữa, tại vì mỗi ngày tập quen rồi, không có sợ chết nữa. Đâu có sợ chết, không có sợ bệnh, không có sợ ai lấy bệnh mình nữa chứ á. Tại vì sao ai đâu lấy bệnh cho mình, muốn bệnh là chứ lấy gì? Thằng này muốn bệnh chứ lấy gì thì lấy. Ai đâu lấy bệnh cho mình chở. Không, nó lây bệnh là nói cái chuyện phi nhân quả. Còn cái chúng ta mà bệnh là bệnh nè, muốn bệnh nè. Thân này nó muốn bệnh là bệnh nè, tại vì thân tứ đại. Cái cơ thể này là cái thân tứ đại. Cái cơ thể này cái cơ thể vô thường, nên nó muốn bệnh là nó bệnh thôi. Thí dụ như mình đang đi nó chặt cái chân, mình đang đi thì tự chặt gan, mình đang đi thì nó dấp cái gì cái chảy móng chân, máu chảy ra cái này kia, đồ sưng chân, đồ kim đâm vào làm độc. Đó là cơ thể của thân tứ đại, nó tự nhiên bị và tự nhiên lành, nó theo cái tự nhiên của nó, hiểu không? Chứ mình đừng có nói rằng người ta lây bệnh cho tôi, người ta bệnh người ta lây cho tôi, cái đó bị ô nhiễm cho tôi, không có. Thí dụ như giờ một cái mùi hôi hám độc địa, mình hít vào thì cơ thể mình nó tự lọc ra, hít vào cơ thể tự lọc ra, hít vào cơ thể tự lọc ra. Có nghĩa là cơ thể của mình nó mũi hít vào thì theo lỗ chân lông nó ra. Nó cứ như vậy, cơ thể nó tự điều tiết, tất cả những cái cơ quan trong cơ thể mình nó sẽ tự làm việc rất là đặc biệt. Nó không có để lại những cái thứ mà độc địa để cho mình phải chết gì đâu. Nhưng mà cơ thể của mình là theo định lực vô thường tự nhiên. Rồi đến ngày giờ thọ mạng đến thì đến lúc tự nhiên nó chết, và thọ mạng còn thì tự nhiên sống. Không có gì cho nên, đúng không? Tự nhiên chết và tự nhiên sống, không có cái chuyện mà nói là tại ai làm cho tôi chết và tại ai giúp cho tôi sống, không có. Cái nguyên lý là thọ mạng còn thì sống, mà thọ mạng hết thì chết. Có những người khỏe cực kỳ khỏe luôn mà thọ mạng đến là chết à. Các vị thấy rõ ràng ngoài đời, vì thấy có những người ta khỏe cùi cùi vậy đó, khỏe như voi như trâu vậy đó, nhưng mà tự nhiên chết. Còn những người bệnh như trái chuối, yếu nằm hoài nằm chịu chết. Tại vì sao? Thọ mạng còn. Nên Phật nói trong kinh Vô Lượng Thọ là muốn sống không được, muốn chết không yên. Tại vì mang cái thân ở cõi này là mỗi người một cái nghiệp khác nhau, nên khi tạo một cái nghiệp khác nhau, nghiệp bất đồng thì trả theo cách bất đồng, trả khác nhau. Thì người thì trả nhẹ, người thì trả nặng.
có những người bệnh đau gần chết, đau đớn gì mà không có chết, hiểu không? Đó, nên cái nguyên lý là như vậy. Khi bị nghe gì rồi tâm trạng thoải mái lắm, rất là thoải mái. Như bây giờ những đức mỗi ngày, bây giờ bị hởm giờ díu âm sống ho hoài, đau cổ nữa, rồi nóng lạnh nữa, bị tránh xa. Có cái này là thấy cái mồi là nó là triệu chứng Covid á, Covid á, nó vẫn đâu nghe. Vì đi đến đây mà ngồi với ngước nhìn lên đây, nó bỏ xuống viết chết đó, thấy không? Từ nơi đó thì thấy cái tâm trạng nó sống á, nó làm sao mà con người mình khỏe cũng có tâm trạng đặc biệt, mà bệnh cũng có tâm trạng đặc biệt. Nó làm sao mà nó có một cái tâm trạng đặc biệt, lửa lúc nào cũng hừng hực lên, thấy không? Sống như vậy nó mới tuyệt vời. Nên vì cái cơ thể nó không được khỏe nên mồ hôi đổ hoài, thấy không? Mồ hôi đổ như nước lạnh đó, đúng không? Nhưng mà cái tâm trạng á, này là quan trọng nè. Nó còn cái thân này thì nó lúc này lúc kia, còn cái tâm trạng của tâm á nó quan trọng. Nó cái truyền lửa là cái gì? Là cái tâm á, nó truyền lửa, hiểu không? Cái tâm nó muốn phát được cái âm. Chứ nếu mà cái tâm nó yếu sao mà phát cái âm mạnh, hiểu không? Đó, nên từ nữa đó. Có nhiều người trong chùa có nói những đức phải dùng cái này, dùng cái dụng nào khỏi đi. Họ dùng mệt quá. Nó mỗi ngày sống bình thường vậy đó rồi sao được không? Đều là bạn của nhau hết thôi, giúp đỡ nhau thôi, biết không? Nên quý vị phải nhớ là người tu của chúng ta đừng có dùng cái câu việc. Mỗi con người có cái danh từ, nhưng mà đối với người tu chúng ta đừng có dùng cái câu việc. Thí dụ như người ta có thể dùng cái câu việc khuẩn hay việc này việc kia, đúng không? Mình là người tu đừng có dùng cái câu việc. Đừng có câu việc. Tại vì đó là một chúng sanh, cũng là ông bà cha mẹ của mình, hoặc nói là tứ sanh phụ mẫu. Nên không có dùng cái câu việc. Chúng ta dùng cái câu giải, quá giải chứ không câu việc. Dù cho người ta trong người mình á, người ta là cái thứ gì, nhưng mà mình cũng dùng cái câu giải chứ không việc. Quá giải là quá giải nghiệp, việc là tạo thêm nghiệp. Nhớ nghe chưa? Mà chỉ cần có một cái tâm việc thôi là tức khắc con người nó nặng nề liền. Cái sự quấy rầy kinh khủng lắm. Còn bây giờ chúng ta có cái tốt nghiệp, tương lai chúng ta đọa địa ngục tam đồ ác đạo. Bây giờ vì cái tốt nghiệp này, dù mình có tu, nhưng mà mình phải trả qua báo chứ. Mình phải trả những cái nạn ở thế gian này. Có tu nó trả nhẹ, gọi là nghiệp nặng báo nhẹ, hiểu không? Mà nhẹ mà cũng không chịu trả nữa là thua. Bây giờ vì để lên bằng căn đi. Một cái là đọa tam đồ ác đạo không biết chừng nào ra. Một cái là trả ở thế gian chỉ có mấy chục năm khổ đau bệnh hoạn. Quý vị để bằng căn cái nào bên nào nặng? Người tu mà hiểu rồi, trả ho, sốt, trả sốt, nhức đầu, ung thư, trả ung thư, cái gì cũng trả, thân này trả luôn, trả cho tứ đại luôn. Để chi? Có cái thân của kim cang bất hoại. Tuyệt vời. Tính tâm niệm Phật nó phải gầy dựng như vậy đó. Quý vị biết rằng phải trả chứ. Tự nhiên lần này lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm phát nguyện lễ 1500 danh hiệu. Lễ bữa đầu thôi là hai đầu gối chơi hai cục. Ghê chưa? Hồi đó giờ đâu có bị kỳ cục, lần này sao kỳ cục vậy? Sao chơi hai cục hai đầu gối kỳ cục vậy, đúng không? Bữa đầu thôi te tu hết trơn luôn, hai đầu gối te tu hết trơn. Vậy mà còn ngày nào cũng giảng mấy buổi nữa chứ, quý vị nghĩ sao? Bữa đầu thôi cổ đau liền, hồi đó giờ chưa bao giờ bị vậy nghe. Ít bao giờ bị tình trạng này lắm, ít lâu lâu mới bị lần, nhưng mà lần này là bị vớt te tu 3 ngày là ghê lắm á. Là kỳ này 3 ngày mà làm được thì giống như 1 tháng. Hơi bị nặng nề, không có giỡn. Thấy không? Vậy mà lên chia sẻ Phật pháp cười hú hí, phải không? Vì bên kia phải không? Ơi. Ai đau chân cứ thẳng chân đi không sao đâu nghe. Đau chân cứ thẳng chân, chúng ta ở đây là thoải mái lắm không sao chứ. Thấy không? Nên người ta đau chân mà. Nhưng như đức ngồi vậy cũng đau lắm. Nhớ. Khi cái tâm trạng của người mình là niệm niệm vì người, đúng không? Thì mình sẽ hết lòng vì người. Mà khi đã vì người rồi thì cái tâm trạng nó phát kinh khủng lắm. Không? Ăn tổ người nói, bạn hãy niệm niệm vì người đi. Cái gì cũng là niệm niệm vì người đi. Cái ăn, cái bặn, cái cuộc sống của bạn là vì người hết. Cái niệm Phật giảng sanh cũng vì người luôn. Thì tức khắc cái tâm lực của bạn nó mạnh, cực kỳ mạnh. Mạnh dữ lắm. Thì vì biết rằng là hai cái đầu gối vậy, đúng không? Phù lên, nước, nông ở trọng. Không, lên đây phải không? Mình lên đây mình xử lý cái mấy cái buổi ngắn, buổi trưa nên lại một chút, phải không? Phì đi con, một chút qua bệnh chơi. Thấy không? Qua bệnh vừa mới nói chuyện xong quỳ xuống lại nghe. Quỳ mới lại xuống kêu.
xì nước ra một cái, lại ba bốn cái, năm bảy cái xì ra khô xuống, bắt đầu nó cái da nó đắp vô cái miếng thịt đó, cái lễ chút nữa bắt đầu tiếp tục nó chơi vô da non, cái nó xấy vô trong, cái máu chảy ra, cái lễ cái thăng này nặng ở trên mình nó đè xuống, vứt xuống cái lột và thêm lớp nữa, cái máu chảy ra, cái lễ xong là máu không một với nước nó chảy, lễ một chút cái tự nhiên nó thấm vào cái y ấy, khô lại hết hoàn toàn, từ dơ thành sạch luôn, dính vô y lại đúng không, từ y ướt chừng chút lễ khô luôn. Ghê chưa? Chiều tiếp tục nghe, ngủ một giấc khô phải không? Khô phải không? Ngủ thức dậy nó khô khô phải không? Lên tu lễ thêm pháp, để cho một cái tiếp tục nữa, chơi dữ hoài vậy đó. Tới chiều mới ghê, 500 danh hiệu, vô thế 500 danh hiệu đúng không? Nó gặp tự nhiên nghe chẳng cái chân phía sau của mình, ngay bắp đùi nó cứng lại cái nữa, găng mình tự nhiên sao nó co bóp lại không được luôn, tự nhiên cứng ngắt cái chân đi không được, tự nhiên lên phải không? Lên phải không? Bắt đầu là nó nói chuyện xong hết trơn, bắt đầu là vô lễ nghe. Đã cái chân nó không co được phải không? Thì sao? Thì ở trên nó quỳ xuống là sao? Ở trên nó dắt xuống không à. Mà cái chân nó đang cứng ngắc vậy, vì cái trên dắt xuống luôn, mày nói mày muốn sao cũng được. Bây giờ lên đài rồi con. Lên đài mà chơi tới cùng luôn chứ sao vậy? Vậy đó mà 3 ngày 1500 danh hiệu cuối cùng cũng xong. Việc cũng xong. Xong việc. Thì xong việc rồi nó cho mình cái lợi ích gì? Gan. Nó cho mình nhìn thấu. Cái gì? Vậy là thân này không tầm thường chút nào. Chỉ cần mà chúng ta quyết tâm nó, sử dụng nó là nó sẽ trở thành một cái công cụ đặc biệt chứ không phải đơn giản. Nhưng nếu chúng ta dung dưỡng cho nó nghỉ đi là nó nghỉ liền. Cái tâm chúng ta chỉ cần cho nó nghỉ là nó nghỉ liền. Chỉ cần bắt nó làm là nó làm liền, không nói vòng vo hết trơn. Nên bây giờ người ung thư, người bệnh đau, cái gì đi chăng nữa, chỉ cần mình nói bây giờ mày còn làm được, tao bắt mày phải làm. Để chi? Nhất định tao phải đổi cái thân trong một đời này mới được. Thì tức khắc quý vị thành công. Nó có nghĩa là bệnh đau là giúp cho quý vị trở thành một cái tâm lực cực kỳ mạnh luôn. Trở thành một con người gan không sợ chết luôn. Ghê lắm. Nó là gầy dựng đi. Nó gầy dựng đi. Vậy mà từ bữa đó tới bữa nay lễ Quan Âm Bồ Tát xong rồi. Tại vì nó giặt mấy ngày ngay đầu gối ghê quá, hiểu không? Thì bữa nào cũng lên tu hai thờ sáng tối, lên tu cái là vớt máu không một, thì cái y nó thấm máu vô, cái cô giặt đó, cô giặt không ra luôn, tại vì nó thấm mỗi ngày á, bữa nào cũng ra máu. Nó ra đi con, tao đâu có ốm đâu, sợ mày muốn ra bao nhiêu mày ra máu đi, máu đâu chứ thôi có gì đâu, đúng không? Trời ơi, nó cũng rát nghe, nó cũng đau nghe, đúng không? Nhưng mà cái lúc mà cái tâm mình nó giảng sanh, đời này phải giảng sanh, đời này phải giảng sanh, thì lúc đó lại ghê lắm nghe, lại ghê lắm mấy vị. Nó nên những đức nó có vật hiệu này hay lắm. Bởi vì những đức nói đưa lên cái thờ khóa cho quý vị tu sáng tối á, cái điệu địa chung ở nhà bị niệm đi, có những người nào niệm địa chung mà nó hơi hiu hiu không? Chỉ vì cách niệm không bao giờ hiu hiu luôn. Từ hôm nay nghe, ngày Chủ Nhật đúng là kinh nghiệm thiệt. Hồi đó giờ Chủ Nhật lên giảng hai buổi, giảng bên kia, thờ khóa đây cho nó phù hợp để sáng mình lên mình chia sẻ một pháp. Quý vị biết rằng là ngủ thức dậy nghe, đi rửa mặt, ngồi niệm Phật chút tí tì bắt đầu vô giảng pháp hai buổi đúng không? Nó không đạt. Những đức nó phải tính lại. Cuối cùng hai cái chú quay phim cũng không được tu. Bữa nay nghe, bắt đầu nghe, bắt cái điệu địa chung lên, bắt hai cái ông quay phim qua ngồi niệm Phật với những đức. Xong hai ông đó với những đức, bắt hai ông dẫn chúng những đức lễ Phật với ổng thêm 20 phút nữa. Với niệm địa chung đêm 20 phút là được 40 phút là thấy tu đường thờ đúng không? Trên phòng á, tu xong thờ lên chia sẻ một pháp. Trời ơi, nó sung sướng gì đâu chứ. Mà niệm cái điệu địa chung 20 phút đúng là bây giờ mình biết cái cách niệm nó còn đặc biệt hơn. Cái kiểu như mà buổi sáng mà mình ngồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ngủ gục là không đạt à. Bây giờ cung kính gì, ngủ gục là không đạt à. Tại sao chúng ta không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, giống như nhảy nhạc vậy đó. Nó không bao giờ ngủ gục luôn, mà nó làm cho mình nghe, trời ơi, cái tâm giảng sanh, giảng sanh. Nó làm cho mình kinh khủng lắm kìa. Những đức hồi sáng thử, một mình những đức bắt cái điều đi chung nó thử rồi sao. Mình niệm nghe, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, giống như mình tâm quyết mình nói giảng sanh, giảng sanh, giảng sanh. Thì câu A Di Đà Phật là thế vậy. Vô cái câu giảng sanh mình A Di Đà Phật, 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 nghiêng ngã sao không được, miễn niệm Phật là được rồi. Nó đạt đến cái trình độ là gì? Nghiêng ngã sao cũng được, miễn bạn tỉnh và mỗi câu Phật hiệu niệm được là được rồi. Ôi ôi, những người mà nghe gì rồi nghe cái điệu địa chung buổi sáng nghe, quý vị mà niệm 20 phút xong quý vị lễ Phật hừng hực liền, chắc chắn luôn.
Bây giờ quý vị bận đồ quần riêng, áo thun gì cũng được, hay đồ bộ gì cũng được, hay áo chàng cũng được, tùy quý vị, miễn sao tiện thôi à, miễn sao mà lễ mà nó thoải mái nhất thôi à. Cái câu Phật hiệu này là tuyệt vời nhất, là cái gì? Ngay cái chỗ quý vị tu được an lạc. Phật A Di Đà là chú trọng cái gì? Thật chặt, nghe không? Còn bây giờ quý vị bận cái áo chàng mà đi đạp lên đạp xuống, nóng nực khó chịu bứt rứt, thà bây giờ quý vị một bộ đồ bộ mà quý vị thoải mái còn hơn. Nhưng mà bạn được đồ lam áo vàng được thì bạn tí, nhưng mà miễn làm sao nó phù hợp vào mỗi một con người. Con người, những người ta chưa tu được quen thì sao, ta bạn đồ sao thấy phù hợp, hiểu không? Mà chân thật quý vị là làm sao tỉnh táo mà niệm Phật được á, chứ đừng có hôn trầm, đừng có gục lên gục xuống. Bây giờ nghiêm túc mà ngồi gì mà ai gì đâu Phật, ai gì đâu, ai gì đâu, thì nghiêm túc cái kiểu này cũng không có được lợi ích gì nữa. Còn thua A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Trời, nó niệm cái niệm ghê lắm. Tại vì sao? Nó làm cho mình hút hơi, cái hơi của mình nó mạnh lên. Còn mình gì đó là nó đi luôn à, nó đi luôn mà hít hơi khó, phải không? Còn gì thì A Di Đà Phật, A Di. Quý vị thấy mà quý vị ngày xưa rồi mà nhảy nhạc gì nó sung đúng không? Bây giờ mình chơi, mình đem cái hình thức này vô câu Phật hiệu luôn. Mà cái điều chung những đức có nghe là nó nhịp ghê lắm nghe. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lúc đó mình hứng á, Phật ơi cứu con đi, Phật ơi cứu con đi. Cái câu A Di Đà Phật mà y rang cái câu Phật ơi cứu con đi, Phật ơi cứu con đi. Thấy chưa? À, sướng chưa? Nó làm cái vị 20 phút nó làm hực vậy đó. Khi mà vừa xong một cái bị im gu liền, hoàn toàn im gu lại, để cái câu Phật hiệu nó lắng động lại, nó nhẹ nhàng, nó nghe lại câu Phật hiệu nhẹ nhàng, vừa xong một cái bon nhẹ, cái quỳ lên lễ Phật lúc đó nghe A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chỗ nó hừng hực cái tâm tu xong thở. Vị thấy đi, vị làm việc làm cái gì cũng thành công hết, tỉnh veo, còn hơn là A Di Đà Phật cung kính lắm, ngủ gục mà cung kính gì mệt quá, ngủ gục có được cái gì đâu, ngủ gục lỗ tai bít thì còn nghe gì nữa đâu lợi ích. Pháp thể cõi này thanh tịnh tại nghe âm, miễn sao nghe âm thôi chứ, nghe âm ai với Đạo Phật thôi. Nên những đức nói câu Phật hiệu này niệm giả cũng trở thành thật, thử rồi giả cũng là thật nữa. Ban đầu vô tu, ngay vô tu giống như giỡn vậy nha, vô tu giỡn thử này sao, không vô tu giống giỡn, cười giỡn, tu chút niệm Phật chút tự nhiên không có giỡn được nữa, vô luôn. À, câu Phật hiệu này Ấn Tổ thì nói rõ ràng, giả niệm giả cũng thành thật nữa, thì ra đúng rồi. Niệm giả của thành thật, niệm giết rồi thành thật luôn à. Nó giống như bây giờ quý vị niệm Phật người ta nhái theo, cái gì đây vậy, cái gì đây vậy, ờ dính rồi đó con, nhái đi, mà nhái cũng dính nữa. À, ngộ vậy đó. Nên một câu Phật hiệu là thù thắng, cực kỳ thù thắng, đúng rõ ràng là bảo vật vô giá, thấy chưa? Sử dụng trong mỗi lúc mỗi nơi luôn, áp dụng luôn. Nên hồi sáng như Đức có nói một câu, người mà giảng tịnh độ á, không dụng công đố mà giảng tịnh độ, đừng có nói. Quý vị có lý luận đi, quý vị có ghi chép đi, giảng không có hồn nữa. Cái pháp môn tịnh độ này chỉ có hành chi niệm Phật là giảng thù thắng à. Vì trong câu Phật hiệu có diệu pháp âm, chỉ cần bạn chịu niệm Phật là bạn nói chuyện có hồn liền vậy đó. Tại vì lúc bạn tính nguyện niệm Phật là nó phát âm được, và tự nhiên cái trí của bạn và cái trí của Phật nó câu thông, tự nhiên bạn giảng hừng hực vậy đó. Mà nói được câu Phật hiệu là hừng hực à. Tại vì sao? Vì tính nguyện niệm Phật. Quý thấy không, quý vị ở nhà nghe như Đức giảng, có nhiều khi như Đức ho, thấy tội nghiệp không, thảm thương chưa, vậy mà vẫn à. Có nhiều bữa đó khai tiếng đó, nó bị thổ nói chuyện giết nói dữ quá, mà bên kia bên đây đi tới đi lui sắp xếp công việc, có khi ngồi mà giải quyết vấn đề cả tiếng đồng hồ nói chuyện này chuyện kia. Có những cô những chú vô chùa nó tu nó nhiều tâm sự, nó ngồi mình nói chuyện, nó bắt mình phải nói chuyện, nói một nửa tiếng một tiếng đồng hồ, tiếng mấy hai tiếng đồng hồ, nó bắt nó tối ngày, có khi mà tới giờ giảng lên nó khan tiếng ý nó giảng sinh đi đúng không? Nó tự nhiên mình có con đường, quý vị không có con đường. Nên Ấn Tổ ngày này ngày nói một câu hay nè, nghe nè: lại nếu không tính nguyện dù niệm đến nhất tâm, thì trong vô lượng vô biên người như thế, mai ra có một hai người được vãng sanh, quyết chẳng lấy đó làm gương để cắt đứt thiện căn của hết thảy người vãng sanh tịnh độ trong đời sau. Nghe chưa? Đó. Nên nhiều người chia sẻ Phật pháp có nói phải niệm Phật làm sao nhất tâm, niệm Phật đã công phu. Tổ sư đưa lên tiêu chuẩn gì? Tính nguyện. Tôi đã thấy bao nhiêu người niệm Phật giỏi bỏ cuộc rồi,
Tôi thấy bao nhiêu người niệm Phật nhiều bỏ cuộc rồi. Bây giờ họ niệm Phật nhiều, họ cứ gầy dựng cái tính nguyện, tâm thanh tịnh. Họ niệm 3-4 năm mà tâm vẫn loạn. Bây giờ quý vị coi, chúng ta sanh ở trong cái cõi đời ngũ trược ác thế này. Bây giờ chúng ta đang mang một cái thân tứ đại này, mang một cái tâm mà gọi là cái tâm vọng tưởng này, mà cái tâm vọng tưởng đắp vào cái thân vọng tưởng. Vậy mà bây giờ lục căn tiếp nhận lục trần mỗi ngày mà kêu không vọng tưởng, em muốn dẹp vọng tưởng làm sao có. Quý vị vì sao biết ở thế giới cực lạc mà không vọng tưởng không? Vì cái thân ở thế giới cực lạc là cái thân mà do bổn nguyện Di Đà tu mà phát nguyện ra. Cái thân tinh khiết thanh tịnh mà một cái tâm mình ấy, bỏ vào một cái thân tinh khiết thanh tịnh mà do bổn nguyện nên nó không có vọng niệm. Và người người không có vọng niệm, không có sự tham chấp ái nhiễm nên nó không có cái nhân để phát ra cái vọng niệm. Nên ở thế giới cực lạc thì nó sạch được cái chỗ đó. Còn ở đây là mắt nhìn tướng, làm sao không thấy tướng? Bây giờ nhìn cô gái kia đẹp mà nói xấu hả? Ai? Ai mà nói nhìn đẹp mà nói xấu? Cặp mắt nhìn rõ ràng cô gái đi ngang mà nói, thấy cô gái đi ngang không? Tao không thấy. Ồ, sao mày nói mày không thấy? Cô gái đi ngang mày nói mày không thấy. Ồ, tại sao mày biết nó đi ngang mà mày không thấy? Mày thấy rồi mà. Mày thấy rồi mày mới nói mày không thấy. Thấy chưa? Nó dính cái không thấy á, hiểu chưa? Nó là tâm vọng tưởng còn gì. Rồi bây giờ thấy đi ngang rồi nhắm mắt lại. Rồi cuối cùng nhắm mắt lại là không muốn thấy cô gái đẹp, mà cuối cùng tâm nó thấy. Quý vị coi, quý vị dẹp sao được đấy? Sao dẹp? Thì thấy nó là thấy nó. Thấy nó có hai con mắt, thấy nó có lỗ mũi, thấy nó có cái miệng, thấy nó có cái tướng cao gáo lùng lé hô gì, mập ù gì, hay nghe là thon thả gì ấy biết đúng không? Nhưng mà như thế nào thấy rõ ràng như vậy là thấy, là thấy. Còn có vật hiệu niệm là niệm. Vậy thì chúng ta niệm có vật hiệu này và cô gái đẹp kia là bên nào chúng ta đang chú trọng cao nhất? Nếu như chúng ta chú trọng cô gái kia cao nhất thì chúng ta cũng phải niệm Phật để chúng ta gầy dựng từ từ. Rồi đến một ngày nào chúng ta sẽ gầy dựng được câu niệm Phật cao nhất. Hiểu không? Chứ không phải là tu nhiều năm thấy cô gái đẹp tự nhiên đẹp quá, mê quá, tự nhiên chán nghỉ tu. Dại quá. Mình là phàm phu mà thấy đẹp thì nói là đẹp thôi. Ăn ngon thì nói là ngon thôi, ăn dở thì nói là dở thôi. Đối với pháp môn Tịnh Độ thì ăn ngon nói là ngon, ăn dở nói là dở. Tùy vào cái tâm của mình chê khen thì cái đó là tùy vào cái nghiệp chướng của mỗi một con người chúng ta. Thấy không? Chứ ăn ngon thì nói ngon, ăn dở nói là dở, đẹp thì nói là đẹp, xấu thì nói là xấu, cao thì nói là cao, lùn thì nói là lùn, mập thì nói là mập, ốm là nói là ốm. Rõ ràng. Thấy không? Cái gì nó rõ ràng cái đấy hết trơn á. Nhưng mà câu vật hiệu niệm là phải niệm. Cái chỗ gầy dựng của chúng ta là niệm Phật là phải niệm. Đúng không? Vậy thì cái câu niệm Phật này mình biết là thật. Và câu vật hiệu này có thể giúp chúng ta cuối cuộc đời được giải thoát. Vì chúng ta phải gầy dựng câu vật hiệu này cho cực kỳ mạnh. Khi gầy dựng câu vật hiệu này cực kỳ mạnh rồi, vậy thì chắc chắn cuối cuộc đời chúng ta là giảng sanh, là đúng như lời Ấn Tổ ngày nói là tín nguyện niệm Phật là giảng sanh. Còn nếu như niệm nhất tâm, niệm nhiều, không còn vọng tưởng nhưng mà tín nguyện không kiên cố, đụng chuyện thì cầu hết bệnh, đụng bệnh đau thì cầu hết bệnh, nghe ai nói cái gì cũng dao động tâm. Như vậy thì người này không phải gầy dựng tín nguyện. Cái người gầy dựng tín nguyện là câu vật hiệu mà niệm tới cùng. Họ có nghe ai bài xích gì, họ có nghe ai nói Tịnh Độ không có thật, họ cũng không cần quan tâm đến. Họ chỉ gầy dựng tín nguyện niệm Phật. Vậy thì vạn người tu vạn người giảng sanh. Còn nếu như không gầy dựng tín nguyện mà dù niệm có nhất tâm thì tổ sư phương tiện cho quý vị là vạn người kiếm được chừng may mắn một hai người. Cái này gọi là nói thòng, hiểu không? Chứ không có người nào hết trơn á. Chứ không có người nào may mắn ở trong đây hết trơn á. Đã là không có tín nguyện niệm Phật đó, thì không có ai vãng sanh ở trong đây hết trơn á. Vạn hay vạn người, 10 vạn người cũng ai vãng sanh hết trơn á. Quý vị phải tín nguyện mới vãng sanh. Còn tổ sư thì tội nghiệp những người niệm Phật nhiều đó, nên cho họ cơ hội đi cố gắng niệm đi, để văn danh được phước á. Thì thôi, tổ sư nó may mắn được một hai người. Câu may mắn sao sợ quá. Nghe không? Nó là nghĩa là không có tín nguyện thì không có ai niệm Phật được giảng sanh. Còn người mà tín nguyện niệm Phật á, thì tổ sư đều nói là giảng sanh. Đại sư Thiện Đạo nói vạn người niệm Phật vạn người giảng sanh. Mà cái câu vạn người niệm Phật vạn người giảng sanh thì của Đại sư Thiện Đạo nói á, mà Đại sư Thiện Đạo là Phật A Di Đà quá thân, mà đây là câu mà chính Phật A Di Đà nói á, vạn người niệm Phật là vạn người giảng sanh là cái gì? Là tín nguyện kiên cố. Nếu đầy đủ tín nguyện thì được vãng sanh, vạn người chẳng sót một, tổ vĩnh minh bảo, vạn người tu, vạn người đến. Là nói về tín nguyện hạnh đấy.
Tính là tin câu mặc hiệu, tin tới cùng luôn, ai nói gì cũng không dao động tâm. Nguyện là dù gặp sự khổ đau cỡ nào, nhà mất, gia đình chết hết, của cải sạch nhách, bệnh đau te tua, dặn đúng chỉ có một cái nguyện là cầu sanh cực lạc. Còn hạnh là gì? Hạnh là niệm câu A Di Đà Phật này, lấy cái hạnh niệm A Di Đà Phật làm chánh hạnh. Còn tất cả những cái gì kia là phụ hạnh. Khi chánh hạnh niệm Phật rồi thì phát ra tâm thiện, gặp người khổ đau, gặp người đói khát thì chúng ta có điều kiện chúng ta giúp đỡ, thấy chùa chiền đang xây thì bỏ tiền hỗ trợ, đây là phụ hạnh. Còn cái chánh hạnh là niệm A Di Đà Phật, là chánh hạnh đi dẫn đầu cao nhất, chứ không bao giờ đi lang thang đầu này đầu nọ đi làm chuyện này chuyện kia nữa, mà lấy cái chánh hạnh ở nhà niệm Phật. Còn đủ nhân viên gặp người khổ đau giúp đỡ được thì giúp, tại vì là phụ hạnh. Còn nhiều người bây giờ tu từ từ giết rồi lấy cái chánh hạnh là đi làm chuyện này chuyện kia, mà phụ hạnh là niệm Phật, thua. Mà họ cũng không biết chánh phụ là chỗ nào luôn nữa. Bây giờ nghe rõ ràng chánh hạnh là cái gì? Chánh hạnh là niệm A Di Đà Phật. Dù không có tiền bạc, không làm một chút phước thiện, nhưng chỉ cần gầy dựng ngay cái chỗ niệm Phật, lấy bổ nguyện Di Đà, lấy danh hiệu A Di Đà Phật để mà làm nhân tu cho mình, như vậy thì vô cùng viên mãn. Các vị nhớ nghe, thế giới cực lạc mà chúng ta nói chúng ta tu, chúng ta hồi hướng thì trang nghiêm cực lạc có không? Làm gì có, làm gì có cái diện trang nghiêm cực lạc trời. Bây giờ quý vị ví dụ thế giới cực lạc, chúng ta ví dụ dễ hiểu là giống như cái chùa này mới xây, nó sơn phết mới hết trơn hoàn toàn, cái gì cũng đẹp hết trơn rồi. Bây giờ quý vị đi mua nước sơn gì đi sơn lại thế giới cực lạc là trang nghiêm á, là sơn lại á, ai cho bị sơn? Cái chùa người ta mới xây đẹp hoàn toàn hết trơn, ai cho bị sơn nữa? Mà quý vị chỉ là ở đâu quý vị nói là nguyện trang nghiêm tổ đình hộ pháp, tôi nguyện đi về tổ đình hộ pháp, có nghĩa là cái ý mình là muốn về hộ pháp, thì cái ý nó muốn như vậy thì cái thân nó đi về hộ pháp. Chứ đâu có cái chuyện mà đi mua nước sơn, đi mua sắt, đi mua này kia, đi mua ngói về để làm hộ pháp, không có. Tại vì nó đã viên mãn rồi thì không có làm nữa. Nên ở thế giới cực lạc là chúng ta không phải là đem phước báo đi trang nghiêm, mà là do cái tâm của chúng ta tu tạo phước duyên gì cũng muốn sanh cực lạc, nên nói là trang nghiêm cực lạc, hồi hướng cực lạc. Chứ thật sự thì thế giới cực lạc quý vị không có đem một cái gì đem nó trang nghiêm hết trơn á. Chỉ cần niệm một câu vật hiệu thì quý vị nhất định được về cực lạc, vậy thôi à. Phải hiểu cái nguyên lý này. Chứ nói trời, bây giờ tôi tu tạo phước báo tôi phải hồi hướng về thế giới cực lạc, không có. Thế giới cực lạc là không tăng không giảm gì hết trơn, nó là một thế giới bình đẳng, một thế giới mà viên mãn, giống như không khí vậy đó. Thế giới cực lạc ví dụ như là không khí vậy đó. Quý vị biết rằng không khí ở tổ đình hộ pháp, quý vị có hốt bao nhiêu bao không khí ở đây mà đem lên thành phố thì không khí ở tổ đình hộ pháp vẫn không hụt một miếng nào. Mà quý vị đem bao nhiêu không khí ở đây mà đổ ở dưới thành phố thì không khí ở thành phố vẫn không tăng chút nào. Thế giới cực lạc y ra không khí vậy đó. Nguyên lý là như vậy đó quý vị. Hiểu được rồi thì tức khắc quý vị có làm thiện hay không làm thiện gì đó là duyên của quý vị. Còn cái chỗ quan trọng nhất là quý vị phải niệm Phật cầu sanh cực lạc. Cái này là cái quan trọng nè. Có duyên thì làm, có duyên thì thôi. Cái gì mà có cái nghịch duyên thì đừng có làm. Cái gì mà có trở ngại thì đừng có làm. Thấy không? Nó nên hàng Phật tử mà về đây mà nghe Nhà Đức hướng dẫn rồi á, khi mà làm cái gì mà Nhà Đức không cho làm mà còn bị gầy, nó đừng có buồn. Đừng có buồn chí. Người ta không làm thì thôi, mình tùy hỷ đầy đủ rồi, hiểu không? Nó thí dụ như bây giờ có một cái cô đó tịnh cúng dường cái bộ tượng Phật như đó, thôi. Cái bộ tượng Phật này đó mua có 110 triệu à. Mà cái bộ tượng Phật này tu bao nhiêu năm nay mà đẹp, càng tu thì mặt Phật càng đẹp. Quý vị biết sao mà càng tu mặt Phật càng đẹp không? Không có, mặt Phật thì không có đẹp, không xấu gì chứ nghe. Nó vẫn giữ tự nhiên vậy thôi. Nhưng mà do mình tu giết rồi cái tâm mình nhìn Phật với thành quen, nhìn với thành quen, nó ấn tượng với Phật, nó cảm thấy cái duyên nó về, phước báo nó tăng đối với Phật Pháp, thì tự nhiên nhìn Phật là thấy đẹp. Còn tại sao có những người nhìn Phật thấy không đẹp? Tại vì cái phước duyên của họ nó không câu thông với cái nguyện của Phật, nên nhìn Phật họ không có thích Phật. Còn mình là thích Phật nên Phật đẹp, niệm Phật với thích Phật nên Phật đẹp. Nên có những người nói công nhận ngôi chùa tu với mà Phật đẹp, công nhận. Thì Phật cũng là Phật ngày xưa, tượng Phật chứ làm gì mà giảng ra hay thâu vào, không có chuyện đó. Nhưng mà chúng ta nhìn Phật giết rồi cái phước chúng ta nó tăng theo, cái phước duyên chúng ta nó câu thông với bổn nguyện của Phật, nên nhìn Phật mình thấy đẹp là thích Phật đó, hiểu không? Thích Phật á, nguyên lý là như vậy đó. Còn khi mà mới đem Phật về thì chưa quen cái tượng Phật này, phàm phu mà mới nhìn chưa quen gì mấy, nhìn lâu thành quen, giống như gần nhiều giết rồi dính mắt thương yêu vậy đó. Ban đầu thì chưa thương, có nhiều cô đây phải không?
Có khi lấy một người chồng mà xa lạ chưa từng quen đúng không? Thì mới về làm vợ chồng với nhau còn e dè lắm đúng không? Cần gì dè bên ngoài, e dè bên ngoài cũng đúng không? Vậy mà sống nhau 1 tháng 2 tháng bắt đầu nó gần, bắt đầu là anh em một xớt rồi đúng không? Chứ lúc mà mới cưới gì e nó có thấy ngại ngại đúng không? Nhưng mà vài tháng sau bắt đầu em anh nói này cho nghe rồi nói ngọt ngào lắm đúng không? Hoặc là để em nói này cho anh nghe nó ngọt ngào thì nó thân mật rồi đúng không quý vị? Còn khi mà mới về thì nó còn bỡ ngỡ á. Nó giống như quý vị mới về làm dâu á, nhà người ta mà mới về mà tự nhiên tối hôm đó cũng khó ngủ hoặc là sáng thức dậy sớm được. Thì thường là con dâu mới về nhà chồng thì sáng thức sớm được. Vì xa lạ nên mình phải e dè và thức sớm quét nhà, dọn dẹp nhà cửa đi. Đứa con dâu về nhà mà, về nhà chồng đầu tiên mà phải không? Vậy mà vài tháng sau nó ngủ thẳng cẳng, kêu nó mới thức. Nó quen rồi. Lúc này là quen rồi, hiểu không? Đó, nên cái gì cũng do quen mà ra. Đó, nên thì bộ tượng Phật gì thì tu được rồi. Thì cô kia cô đến chùa cô quý vô cùng, cô muốn thật sự mà nói, cô muốn cúng một bộ tượng Phật để là cho đờ luôn quý vị. Mà tượng bằng đồng, si vàng đẹp chứ lắm. Bộ tượng mắc tiền dữ lắm luôn á. Nó mắc gấp mấy chục lần cái bộ tượng của mình. Thì vì nghĩ đi, thì nó quá nhiều tiền. Thì những đức nó thôi được rồi cô. Thực sự mà nói thì cái cõi này là cái cõi vô thường mà. Cái cõi không có tồn tại mãi mãi đâu. Chúng ta đừng có đặt cái vấn đề mãi mãi, để tùy duyên đi. Những đức thích bộ tượng Phật nào thờ rồi thờ, để hoài thờ chứ nào mà theo ngày tháng mà tự nhiên rụng rớt ra hết chứ, lúc đó làm tượng mới chứ không có thích thay đổi, thích để hoài vậy đó. Nên cái tính những đức là thích quen, giống như máy quay phim bao nhiêu ngày tháng nay nó cái nút nó te tua chứ, nhưng mà thích cái màu phim vậy thôi, không có thích những cái máy xịn khác, thích vậy đó, thích làm hoài vậy đó. Chừng nào sau này hư hết mấy cái máy này, mua bộ máy y rang như cái loại máy này luôn, tiếp tục xài nữa. Không có thích trèo cao, không có thích mà đua đòi, cái đó mới mới là lạ, không thích. Thích nó bình thường vậy đó, cái làm hoài vậy đó, tập vậy đó. Nó nên đó, khi người ta phát tâm vậy thì cái tâm người ta vậy là nó cảm với Phật rồi. Cái tâm vậy là nó viên mãn rồi. Còn người thầy người ta nói thôi được rồi thì mình vui liền. Chứ không phải là mình nói con phát nguyện gì mà tại sao thầy không cho con buồn trách thầy, không có đúng. Nghĩa là cái không có đúng. Cái gì mà ta nói làm, còn không làm là thôi, mình đã phát nguyện rồi là viên mãn rồi. Cái tâm đó nó phát nguyện là xong rồi nó viên mãn liền quý vị. Phải hiểu cái nguyên lý trong một pháp nó là như vậy đó. Nó nên tất cả Phật tử mà đi về chùa mình được hướng dẫn nó đặc biệt lắm. Ai cũng là người không có giận hờn, không có giận hờn vu vơ. Trời ơi, giận hờn vu vơ chứ cho nó khổ. Giận người là khổ mình. Nó nhớ nha, tất cả người ngồi ở đây cứ nhắc hoài nha. Giận người là khổ mình. Nhớ, giận người là khổ mình. Nhớ, giận người là khổ mình. À, đừng có đi giận người khác làm chi, khổ mình đó. Người ta không phải mình, tính tình người ta thay đổi thất thường. Mình chưa nắm được mình nữa mà đi giận người ta. Dù là vợ chồng đi chăng nữa mà tính tình nó cũng thất thường. Có những người nói câu gì nè, tôi sống với ông mấy chục năm mà tôi không hiểu ông á. Sao không hiểu được? Tính tình con người ta thay đổi thất thường hoài mà kêu hiểu người ta. Mình hiểu mình còn chưa hiểu được nổi mình. Bây giờ định ăn cơm 3 chén mà vớt 4 chén. Mình nói sao mày 3 chén không nghỉ đi. Mình nói tao muốn ăn chén nữa được không? Chính mình mà nó còn cự với mình nè. Thấy không? Nó, rồi xong mình nói giờ mua đôi dép này mang là được rồi. Vì mình nói khi cái đôi dép kia ra cái nó thấy đẹp quá, đi mua thêm đôi dép kia nó cưỡng ngược lại cái tâm mình. Mình nói là mua đôi dép này là được rồi, vì mình đi mua thêm đôi dép khác á. Đồ lam á, bằng đồ lam mấy bộ gì được rồi, vì mình thấy đồ lam mới khác, mua đồ lam khác liền. Nó đổi ngược cái tâm mình lại liền, thấy chưa? Chính mình chưa có quyết định được. Chứ đừng có nói mà đi khuôn người ta, đi nắm người ta. Nên mấy bà đừng có làm chuyện phiền não, làm chuyện ruồi bu kiến đậu. Nên làm chuyện khổ tâm mình không một, phải không? Còn bây giờ chồng mình nó đi sớm về muộn, nó công chuyện của nó. Mình lo nhà mình niệm Phật đi. Nó đi sớm về muộn mình hỏi han chứ cho nó mệt. Rồi nó đi đâu xa cái mình điện thoại mình hỏi bạn bè là ảnh có đến đó không, chỗ đó là sao không, ảnh đi đâu tìm hiểu chi cho nó mệt. Thì phải chi từ hôm nay mà biết niệm Phật rồi á, đi đâu đi kệ nó, mình ở nhà mình cứ a di đà phật, a di đà phật, a di đà phật, a di bắt cái điều địa chung là ngon nhất. Cái điều địa chung nó làm cho mình giật gân, nói vậy không? Còn mình ngồi gì khước ghi á,
ngồi gì có khi nó làm cho mình trầm ngâm, tao nghĩ niệm điện thoại coi chồng ơi ở đâu vậy chồng. Còn bây giờ mình chơi cái điều địa chung lên đi gan cái mô của Dựng Đức vậy đó. Bây giờ ngày xưa thì nhảy nhạc đúng không, còn bây giờ thì mình bắt niệm Phật lên đó, mình cũng là múa tay múa chân kệ ở nhà mình mà niệm Phật làm sao cho nó vui thôi chứ, thấy không? Mấy bà giờ ổng đi làm gì làm, lo gia đình dọn dẹp lau dọn nhà cửa sạch sẽ xong hết, làm tròn trách nhiệm mình xong đi vô phòng có máy lạnh thì bật máy lạnh lên, có máy lạnh thì mở cửa sổ ra, bắt đầu là bật máy niệm Phật lên cái điều địa chung của Dựng Đức đó. Cái điều địa chung là ngon nhất, cái ngồi đó cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, là cái gì đại đứa con, đúng không? Tự nhiên cái tâm trạng đó đó quý vị. Ôi ôi chồng nó đi đâu nó đi đi, mình hưởng cái sự an lạc ở trong gia đình á. Cơm gạo nó đem về sẵn hết trơn rồi, thì mình nấu nồi cơm lên, bữa nào nó không về thì kiếm miếng đồ ăn, đồ chay, mình luộc miếng rau thôi rồi xong để đó, úp đó. Tới giờ thì ăn miếng, ăn xong rồi đi ngủ giấc, ngủ giấc xong thức dậy nghe Pháp, ngồi nghe Pháp, nhịp chân nghe Pháp rồi xong rồi, xong rồi đi niệm Phật, niệm Phật xong rồi nằm nghỉ, mua thêm một cái ghế bố, cái ghế gì mà dựa dựa mà lúc lắc á. Kệ okay, mày đi đâu mày đi, tao ở nhà chơi gì đó. Không cần đi sớm, sớm trên sớm dưới chứ không cần chơi với ai chứ nhiều chứ nha. Cứ niệm Phật vậy, bạn bè nào biết tu đến gặp mình thì nói Phật Pháp thì nói, mai mốt nói lạng quạng có thích nghe. Mình ở nhà mình lo mà niệm Phật vậy đó. Lúc nào chồng về cũng thấy mình an lạc chứ, lúc nào chồng về cũng thấy mình vui chứ. Nó vừa đi về mà hỏi anh phải không, mệt muốn chết luôn cả ngày tao làm chút tiền. Khỏe gì khỏe, em khỏe lắm anh ơi. Lo cho con cái xong hết trơn rồi, chờ đi rước cô tí cô tèo gì đó đi học về. Em là cả ngày nay niệm Phật không à, nhà cửa sạch sẽ gọn gẽ hết trơn. Cái tâm trạng mình nó tự nhiên chồng nó công nhận nha. Mình đi làm về cái tự nhiên mình thấy vợ mình cái là tự nhiên mình khỏe liền à. Tại vì sao cái tâm trạng vợ mình sao nó thoải mái quá à? Mình đi làm về mình thấy nó cái là mình khỏe liền à. Mình khi mình đi làm gì mình vứt áo rồi mình mệt mỏi, mình mệt mỏi mình vứt áo, mình lột áo vứt lum la, vợ mình nó đem áo đi dọn dẹp rồi nó đi giặt giũ đàng hoàng mà tâm trạng nói chuyện rất thoải mái. Hỏi anh ăn cơm chưa, em vậy em dọn cơm cho ăn, hoặc ăn cơm được em nấu cho một gói mì ăn. Nói anh muốn ăn cái gì em cho ăn cái nấy, em anh muốn cái gì em chiều cái nấy. Trời, công nhận vợ gì đâu mà nó tu viết gì đâu mà nó đặc biệt gì đâu á trời, cái gì cũng được hết chứ á. Nói em bây giờ là em biết rồi, em phải trả nợ thế gian này, cái gì em trả cũng được, anh muốn sao cũng được, anh muốn làm sao cũng được, em vui trả hết, trả đi em đi về thế giới cực lạc à. Em không có nặng nề chứ, anh thương cũng được mà anh ghét cũng được, thương nhiều cũng được mà thương ít cũng được, sao cũng được, tại vì em nghĩ em quyết định là đời này em phải trả cho xong nó thôi. Thiếu nợ anh thì thôi trả anh cho xong phước cho rồi đi. Nên anh thương thì cũng được mà anh không thương cũng được. Còn nếu anh ra ngoài mà anh mèo mã gà đồng thì cái đó quả báo của anh chịu. Nó ra thẳng thắn rõ ràng. Bây giờ em tu em hiểu rồi anh ơi, bây giờ anh làm sao cho con cái nó tôn trọng anh, chứ đừng có làm tầm bậy tầm bạ. Không phải con cái nó xem cha nó, coi thường cha nó. Còn em làm vợ thì em làm cho đàng hoàng, chứ em có dùng cái câu mà ông ăn chả bà ăn nem à, mệt quá nem gì cũng ngán thấy một. Đấy không? Nên từ nơi đó thôi mệt lắm, chả cũng ngán nữa, cuối cùng về lục cơm nguội không à. Vì coi dù chả nem gì cuối cùng cũng đi kiếm cơm nguội à thôi. Người ta đi đâu người ta ăn gì, người ta ăn phở hủ tiếu gì, mình nhà mình nấu nồi cơm mình ăn cho nó gọn. Đấy không? Mà nói rõ ràng anh có ăn ở đâu thì báo cho em biết, để em nấu cơm vừa vừa thôi, để cơm nó đừng có dư tới ngày mai. Còn lúc nào anh về ăn cơm mà khách khứa mà gọn mà về ăn cơm được thì báo cho em tiếng để em nấu cơm cho anh. Còn nếu mà có khách khứa em anh đi ăn uống với người ta này kia đồ đó thì anh cứ đi ăn uống, còn em nhà nấu cơm vừa để mà gia đình mình ăn đủ ăn vậy thôi. Nói gì báo giùm cho em cái thôi. Còn anh đi công việc của anh em biết cực lắm, nên anh cứ lo việc anh đi, còn nhà để em lo đàng hoàng hết cho. Trời ơi nó sợ chết được, sợ mắc người vợ này luôn á, cho quý vị biết á. Thêm cái tâm trạng vì nó an lạc, nó thoải mái, nên cái hiện cái tướng càng ngày càng đẹp ra. Nó không có trang điểm gì mà nó sạch, không có trang điểm mà nó sạch. Nó sạch rồi nó mới thấy đẹp. Còn khi trang điểm nhiều quá nó dơ, nó dơ, nó không có đẹp nữa đâu. Nên khi cái tâm mà nó an lạc này nó hiện cái tướng liền, thì tức khắc thằng chồng nó thương kinh khủng luôn, thương dữ lắm. Nó đi làm nó tranh thủ về, tại vì về nhà là bình an à, về nhà là bình an liền à. Còn mình thì mỗi ngày sôi động ở nhà nó đâu biết đâu, sôi động cái gì, a di đà phật, a di đà phật, a di đà phật, thấy chưa? Ôi ôi nó làm cho mình sôi động tới thú vô cùng luôn. Bây giờ có mình ở nhà mình tu, có mình nó thiếu lực, đại chúng gì thì nó cộng lực đông nè, nó lên nó tu nó hấp dẫn, phải không? Bây giờ có mình là mình phải tạo ra một cái nguồn năng lực gì đó
để mà nó hội tụ, để nó giúp đỡ cho cái sự tu của mình. Thì vì sao bắt cái điều đi chung lên? Đầu tiên là nó tiếp lực cho mình. Còn cái điều lễ Phật á, thì nó ầm ầm mà đứng lên đứng xuống rồi nó lễ kịch liệt rồi, đúng không? Nó thì sao? Thì bây giờ tới cái điều đi chung phải ngồi. Ngồi á, thì con người mình nó định không nổi thì nhất định nó ngủ. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Làm cho nó động để tỉnh. Đó, động để tỉnh. Nên bây giờ ở nhà mấy cô đúng không? Chồng đi làm thì kia ở nhà phải không? Bắt cái điệu đi chung lên đi với lễ Phật lên tu. Là sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trời gì mấy bà làm thiệt mấy bà này. Không mà nó ngon mà, nó đặc biệt thiệt mà. Nó có cái tâm trạng nó sôi động vô cùng, nó tỉnh veo. Xong nó thích thú đó quý vị ơi, thích lắm. Nó rồi quý vị biết rằng cái cõi ta bà này dưới từ từ quý vị niệm Phật giết nó nhẹ đi. Rồi quý vị không có nặng nề gì cái chuyện chồng con mà nó lạng quạng này kia, nó không có nặng nề nữa. Tự nhiên cái gì, cái sự ái nhiễm của cái người thân nó nhẹ đi. Mà khi cái ái nhiễm người thân nó nhẹ đi rồi, cái trí tuệ nó phát sinh. Và khi trí tuệ nó phát sinh, mình mới nhìn thấu được cái định luật nhân quả. Thì bây giờ đối với vợ chồng mình ngăn chặn cũng không được. Tại vì cái nhân quả của mỗi người, chồng mình nó quen ai quen ai quen ai, nó đến với ai, ai nó đều có nhân có quả hết trơn à. Chứ bây giờ người đàn bà nào mà muốn cuộc đời mình sanh ra đời mà mình đi lấy chồng người ta đâu, không ai muốn làm chuyện này. Mà cũng không cái người đàn bà nào muốn cuộc đời mình sanh ra đời mà mình đi làm gái bao giờ chứ. Nhưng mà tại vì cái số phận người ta phải như vậy. Mình hiểu định luật nhân quả của mình, thông cảm luôn. Cả người ta lấy chồng mình cũng thông cảm luôn nữa. Thông cảm luôn. Không có cái việc gì, tại vì nợ này phải giải quyết thôi à. Nói xong. Vậy thì cái tâm trạng vì tu đạt đến đỉnh rồi đó. Đạt tới trình độ cao nhất luôn đó. Cách nay 3 ngày. Duyên đến. Duyên đến. Duyên gì đến? Cái bà này bà cũng nghe Pháp. Díu Quan Âm xong. Bà nghe Pháp rồi mỗi ngày bà niệm Phật cùng những đức. Có chồng rồi giờ bà có cái bụng bầu bự, chồng mà nó quýnh bà the tôi. Nghĩa là cái bụng bầu nó quýnh nha, quýnh đuổi đi. Bà nói bây giờ bà không biết đi về đâu. Bây giờ nhà thì ba mẹ nghèo mà giờ gánh nặng cho ba mẹ không có nên. Cuối cùng bà nói thầy Đức có thấy được. Thầy Đức được. thì bà nói những đức nói chuyện chân thật. Thì bà đến bà cũng nói chân thật luôn. Bà không nói dòng do tâm quắc cái gì. Bà nói thầy ơi bây giờ con thì còn có 3 tháng nữa là sanh này, bụng bự chà bá đi ẩn là. Thì bây giờ chồng con đối xử con như vậy đó, thầy giúp giùm cho con ở trong chùa để ngày sanh đẻ xong hết giới rồi tính. Những đức nói trong chùa nó đẻ cũng kỳ quá, đúng không? Chùa mà để cho cô đẻ thì nó này nó cũng thấy kỳ, đúng không? Nuôi người già thì được, nuôi người ta tu thì được, chứ giờ nuôi đàn bà đẻ thấy nó cũng kỳ quý vị, thấy không? Nói thì mình cũng nói với con nhẹ nhàng, tại ta đang mang bầu, người ta đang bị gặp nạn mày, thấy không? Nói thì kỳ quá, thì sao giờ ta? Thấy cổ tội nghiệp ghê, giờ không nỡ lòng, bây giờ bỏ cô biết bỏ đi đâu? Bây giờ bà tìm đến mình là duyên. Duyên thì sao giờ? Cuối cùng rồi, bây giờ thì tìm mình thì mình chịu thôi, mình xử lý thôi chứ giờ. Mà giờ kêu ai xử lý giùm cho mình đây? Người ta xử lý thì cũng người trong chùa thôi chứ ai đâu. Thì cuối cùng mình nói là lên xe. Lên xe. Xe 7 chỗ chạy đi, chở bà ra ngoài cái nhà trọ ngoài này nè. Cứ cùng thuê cái phòng cho bà ở. Chứ sao bây giờ cho bà ở đi chơi. Chứ giờ ở trong chùa bụng bự vậy này kia rồi. Rồi xong cái đầu thuê cái phòng cho bà ở đại đi. Nói bà 3 tháng bà đẻ con rồi trả tiền nhà trọ 3 tháng luôn. Rồi xong cái ông công chủ nhà trọ hỏi, ồ của thầy hả? À? Quý vị biết rằng là cái nợ là phải trả, hiểu không? Của thầy hả? À? À, của ai cũng được. Xong như thế nào? Trời ơi, xong ở đầu có mình rồi sao? Nhờ thêm một cái bà nuôi giùm bà. Chơi thì chơi cho chót, gọt thì gọt cho trên. Làm tớ luôn. Xong bà nói bây giờ bầu bì gì thì phải uống sữa đồ thêm thầy ơi. Nói thật là thật. Nợ thì phải trả thôi. Đi ra chạy ra tiệm tạp hóa đó, giờ đâu có mua đồ đâu, ra ngoài mua đâu có chục hộp sữa vậy đó. Sữa này sữa kia nó này nè, đem về nọ bà uống đi. Rồi xong nhờ ta nuôi giùm cho bà. Rồi mai mốt bà nói xong mình đi về, bà nói mai mốt con đẻ con ẩm con vô chùa cho thầy coi. Nó tập bà làm tớ luôn, ghê thiệt chứ. Nó thôi tôi cũng mong làm sao Phật giang hộ, chưa được 3 tháng chồng mà nó kiếm bà, đúng không?
thôi cái chuyện đâu nó vô đó đi, chứ đừng nó đi tìm tôi làm chi. Nó có tìm tôi thì chứng nào mà khỏe khoắn đi vô tu, phải không? Chứ mới đẻ mà yếu ớt mà vô tìm tôi chi cho nó mệt. Quý vị cái xử lý luôn. Trời, mấy cái chỗ cái này hơi khó nghe quý vị. Nhưng mà bây giờ quý vị gặp những cái sự việc này sao, người ta khổ quá mà. Nên tôi nói lên vậy để cho khắp nơi nơi mà mấy bà bầu đừng có tìm tôi gì cũng khó xử lắm nghe trời. Ý tôi nói là để cho mấy bà dù nghe pháp nghe chứ phải suy nghĩ cho kỹ. Ông thầy ông nuôi bao nhiêu người già mình đến tìm ông mình chơi cái này cũng khó xử thiệt á. Đúng không? Cái ông nhà trọ ông nói của thầy hả? Mình nói của ai cũng được. Thấy chưa? Vậy thấy nó đi tu chứ đụng chặn cũng không đơn giản. Thì Phật tử ta nghe nhiều quá, nhiều người ta khổ đau đủ chuyện mà. Rồi ở trong chùa mà nào là già rồi. Vì hổm có người ta bỏ một ông già ở ngoài đường, nó văng chỗ cái chùa mình đó. Người ta bỏ đại đó rồi lụm đem vô nuôi ông. Mà ông cụ này nuôi ông chẳng ai vai cụ. Ổng là bằng ngày thì ông ngủ, mà bằng đêm thì ông thức. Đúng là văng gì đâu mà cao thủ võ lâm kỳ cục. Bằng ngày thì ngủ, nằm suốt ngủ luôn. Bằng đêm thì thức. Mà thức không phải chuyện bình thường, thức đi cầu đi tiểu suốt. Mà ông đi không có nổi, nằm có một chỗ à. Mà ông đi hoài vậy mấy chú nuôi sao đây? Thức theo ổng chứ mấy chú chết queo quá. Bên này làm cái phòng bên kia, nó câu thông kế nhà vệ sinh, đục một cái lỗ xuyên qua nhà vệ sinh, làm một cái phòng nó có một cái lỗ. Ổng thì còn cái tay được, thì tới giờ ổng đi thì ổng dở lên đi xuống, gạt nước dội đẩy lại rồi leo lên giường trên nằm. Ở dưới có cái cầu chứ có khách vậy thôi. Để bây giờ mấy chú nuôi sao nổi đây? Mà ông nói là ông người ta bỏ ông á, người ta bỏ ngoài đường đó, mà nghe cha chùa mình á, ngay đường chùa mình á, ta bỏ xong rồi ta đi mất tiêu, không có giấy chứng minh gì, chứ mới báo mà chính quyền ta lợi ta làm giấy giùm. Nó không có đơn giản đâu quý vị. Nó nên có nhiều người già yếu lắm, ta đem vô cái là ta đi về mất tiêu. Nó làm cái chuyện thế gian này nó không dễ đơn giản đâu quý vị. Nên những đức nói rằng cái chuyện nhà mình mà một hai chuyện mà đụng chạm, quý vị cố gắng vui trả nợ đi. Ở thế gian mấy chục năm ngắn ngủi quý vị ơi, không? Nó nên sống cuộc đời nên vui trả nợ rồi hoan hỷ để niệm Phật. Để cuối cuộc đời mình về cực lạc, về cực lạc nó không có gặp mấy cái chuyện khổ đau lu bu lộn xộn này đâu. Không có gặp bầu bì gì đâu. Hoặc là nói là nhàm chán thân nữ mà làm gì có bầu bì á, thế giới cực lạc chà. Không có bầu bì thế giới cực lạc. Thế tội nghiệp ghê, đúng là mình gặp đàn bà có bầu là mình tội nghiệp rồi nghe. Mình kỳ nhé, gặp đàn bà có bầu là tội nghiệp. Nghĩ rằng bây giờ cái bụng mình lâu lâu sình bụng chút xíu để mà nó còn khó chịu. Cái bụng bự mà đi ẩn gì mà bị bỏ rơi, bị nghĩ thì sao quý vị? Cái tâm trạng mình thấy nó tội nghiệp, mà đàn ông sao mà nghiệp duyên gì mà đuổi vợ nó có bầu đi chở. Sao mà nở? Nên mấy ông mai mốt có đuổi thì cũng đỡ nó đẻ xong đi, hỏi đuổi. Bầu bì mà gì mình đuổi ta kỳ cục, đỡ đẻ xong hoàn toàn đi cứng cỏi xong mà muốn đuổi gì đó là đuổi. Cũng đỡ hơn rồi mang cái bầu bì mà đi đuổi đi lông ngông đi ngoài đường chở là sao? Thấy tội nghiệp ghê á. Đầu tóc bơ phờ đi tìm mình. Đúng là ai ăn ở đâu bắt thầy chùa chịu. Khổ ghê luôn. Hiểu không? Nó đi tu cũng không có dễ đâu quý vị ơi. Cái kiểu mà chùa mà đông đúc kiểu này nó cũng đa dạng cái chuyện trong cuộc đời. Hiểu không? Nên cái cõi đời này nói gì cái khổ thì thôi nói hoài nó cũng hết. Thôi bây giờ chúng ta tóm gọn lại để niệm A Di Đà Phật thôi. Để khi mà quyết định cuộc đời chúng ta, đời này niệm Phật, đời này giảng sanh nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh. Sanh về thịnh độ. Mỗi tuần chủ nhật chùa chúng ta tổ chức cộng tu, quý Phật tử khắp nơi về rất là đông, nhất là những vị trưởng đoàn, các vị phát tâm rủ người đi tu với công đức rất là lớn, và những người phát tâm đi tu chung cũng phát tâm đi tu đến ngày chủ nhật cộng tu rất là thù thắng. Khi mình đi đến đây
Có nhiều người, mỗi người tạo một cái nghiệp khác nhau. Cũng có những cô mang nghiệp phá thai khi ngày xưa mình không hiểu đạo, có khi sinh con nhiều, có khi cũng lo khó khăn, nên ở khi mang thai mình nghĩ rằng đó chỉ là một giọt máu thôi, mình đi phá bỏ đi. Nhưng mà khi vừa biết mình mang thai, đã có một cái linh thức nhập vào người mình khi phá thai, là giống như giết một mạng người. Cái nghiệp quả đó nó đeo đẳng theo mãi để muốn đòi nợ. Từ nơi đó mà tất cả những người mang nghiệp phá thai, có khi gia đạo của mình lộn xộn, lu bu, nó không được ổn định. Có những đứa con nó, mình sanh mình nuôi mà nó không có ngoan, có khi cũng vì do cái nghiệp duyên phá thai đó mà ra. Nên có khi mình đi đến chùa mình tu, mình được nghe pháp và niệm Phật, lễ Phật và cũng đi thực phóng sanh, thì người sống được nhờ mà người mắc cũng được lợi. Nên chúng ta những ngày Chủ nhật đi đến đây không tu rất là đặc biệt, cùng nương vào đại chúng để mình niệm Phật, nhờ cái quay lực của đạo tràng tu mà có thể hóa giải được nghiệp chướng rất là lớn. Nên hôm nay chúng ta nguyện đem công đức niệm Phật, lễ Phật và phóng sanh cũng đi thực, nguyện đem công đức để nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị, và tất cả chúng sanh khắp nơi nơi đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật, buông xuống cái tâm hận thù, quyết chí niệm Phật để đời này về thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc mới luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ như ở cõi ta bà này. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hồi hướng phục nguyện cầu siêu cho Thượng Tọa Thích Nhuận Thanh, Thế Danh Mai Văn Trung, mất ngày 20 tháng 2 2022 nhâm dần hưởng dương 55 tuổi. Và hồi hướng cho những thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trọng vong, đồng bào thử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết trong dòng dịch bệnh Covid rất là đông khắp nơi trên thế giới, đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề tâm nương vào bổn nguyện Di Đà để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tử chúng gà kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết không, nguyện dị tử công đức vô cập ư nhất thiết, gà đặng dự Phật tử giai cộng thành Phật đạo, như đặng ngũ tịnh chung gà kim tí như cung, thập phương nhất thiết tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập mơ nhật thiệt, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo, như đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung, tự thực biến thập phương nhật thiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập mơ nhật thiệt, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo, an mục lục lăng ta bà ha, an mục lục lăng ta bà ha, ta bà ha, an ngã ngã nắng tam bà bà biệt nhật ra hồng, an ngã ngã nắng tam bà bà biệt nhật ra hồng, tam bà bà biệt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi,
chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh nụ danh vô vị ơi, thai nhi vị nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành à, con nay xin phát nguyện vãng sanh, coi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. À, chùa mình từng nào cộng tu xong rồi chúng ta cũng đi thực xong cũng phóng sanh à, tất cả các cháu nhỏ cũng được về đây dự cái lễ phóng sanh à, từ khi còn nhỏ mà nuôi được cái tâm từ bi à, thấy được cái chương trình phóng sanh này giết các cháu từ con ruồi, con muỗi, con kiến cũng không có nỡ giết. Cái người mà biết ăn chay niệm Phật phóng sanh là cái người trưởng dưỡng cái lòng từ lớn dữ lắm. Chúng sanh thương nhất là thân mạng, mà chư Phật Bồ Tát thương nhất là chúng sanh. Nên chúng ta bỏ tịnh tài ra mua các loài chúng sanh này là tài thí. Khi sanh cái nơi nào chúng ta cũng có của cải đầy đủ. Và chúng ta quy y niệm Phật, những chúng sanh này nghe đó là pháp thí. Chúng ta sanh cái nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh. Chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh cái nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Nên cái chương trình phóng sanh, cái đại chúng mà đông gì, cái tâm tỳ hỷ và cái tâm quan hỷ, khi mà mình thả như con chim nó bay đi, rồi mình niệm Phật, mình vỗ tay, mình vui khi nó bị ở tù mà nó được thả ra mà nó bay tự tại. Nên tất cả các cháu nhỏ hay tất cả những người dù là chưa biết tu gì nhiều, nhưng mà mình nghe được cái bổ nguyện phóng sanh, mình cũng phát tâm từ bi, tại vì mình cũng muốn sống, con vật cũng muốn sống. Nên khi nghe đạo rồi phát tâm ăn chay trường và biết phóng sanh, dù một con ruồi, một con muỗi, một con kiến mình cũng không có giết tùy tiện, tại vì nó cũng muốn sống mà. Nên tất cả các cháu nhỏ nghe như vậy thì gặp những con vật mình biết thương, như những đức mà gặp những ổ kiến đồ này kia là những đức cứ quy y hết à. Cứ đọc tam quy y, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Cứ đọc vậy đó, rồi niệm Phật vài câu, có khi những con kiến này nó chết đi, nó chuyển kiếp làm người khi mình thuyết pháp với nó nghe. Thầy có duyên á, thì mình nói chuyện ta mới nghe. Nên mình phải kết cái duyên lành. Nên hôm nay là làm lễ phóng sanh, những đức có vài lời như vậy. Những con chim này được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, xong được thả trong ngôi Tam Bảo. Nên ở đây niệm Phật để xả bỏ cái thân súc sanh, để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật mời chư tăng ni và đại chúng xuống chai đường để dùng cơm nha. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng. A Di Đà Phật.